Hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2017, lễ thánh Simon P. Gia-phô, linh mục. Thứ Bảy đầu tháng, kính trái tim mẹ. Tuần trước lễ hiển linh. Trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ. Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa, là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người thì Người nhậm lời chúng ta, và chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, vì chúng ta biết rằng chúng ta có kêu cầu Người. Ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa tới sự chết thì hãy cầu xin, và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó. Có thứ tội đưa đến sự chết. Tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy đâu. Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết. Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa thì không phạm tội. Chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa gìn giữ họ, và ma quỷ không làm gì được họ. Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, và toàn thể thế gian đều phục lụy ma quỷ. Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và đã ban cho chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật và được ở trong Con chân thật của Người. Chính Ngài là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời. Các con thân mến, hãy giữ mình xa các tà thần. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa, Chúa yêu thương dân người. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen Người trong công hội các tín đồ. Israel hãy vui mừng vì Đấng tạo tác bản thân. Con cái Sion hãy hân hoan vì Vua của họ. Chúa yêu thương dân người. Họ hãy hòa nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người với cây đàn cầm, với trống con. Bởi vì Chúa yêu thương dân người và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. Chúa yêu thương dân người. Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỷ trong những nơi khu phố. Miệng họ hãy xeo lên lời hoan hô Thiên Chúa, đó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. Chúa yêu thương dân người. Alleluia, Alleluia. Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông. Nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi Người con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Kỳ ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea, và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Mẹ Người nói với những người giúp việc: hễ Người bảo gì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tứ miệng, và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra. Nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: ai cũng đều đem rượu ngon ra trước. Khi khách ngà ngà thì mới đem rượu soàn hơn.
Còn ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Sau đó người xuống Capernaum làm một với mẹ người, anh em người và môn đệ của người. Nhưng các ngài chỉ lưu lại đó ít ngày thôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Đức Mẹ đã can thiệp vào tiệc cưới Cana để họ khỏi mất niềm vui và hạnh phúc. Vai trò của Đức Mẹ thật quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta hãy chạy đến bên Mẹ để được Mẹ chỉ dẫn đi tìm thánh ý Chúa. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ đầy lòng nhân hậu, hằng quan tâm đến người khác. Mẹ sẵn sàng chia sẻ và can thiệp vào cuộc sống chúng con nơi trần gian. Ở tiệc cưới Cana, Mẹ đã đến dự tiệc không như một người khách bình thường, mà Mẹ đến với tâm trạng như người nhà của đôi tân hôn. Mẹ chia sẻ nỗi niềm băn khoăn lo lắng với gia đình nhà đám khi hũ rượu đã cạn. Mẹ chạy đến kêu xin Chúa can thiệp giúp đỡ họ. Hôm nay con cầu nguyện cho gia đình con và các gia đình trên thế giới. Trong cuộc sống gia đình, chúng con cũng gặp biết bao nhiêu khó khăn trăn trở. Có những lúc cuộc sống như rơi vào thế kẹt, không có lối ra. Có những lần con trằn trọc suy tư suốt bao đêm mà không tìm được phương thế nào giải quyết những khúc mắc của cuộc sống. Vất vả, đau đau. Nhưng con tin chắc rằng những lúc đó Mẹ vẫn ở bên con, vẫn nhập cuộc với con, cùng chia sẻ bao ưu tư với con. Xin cho con biết chạy đến với Mẹ để được Mẹ chỉ bảo con phải làm gì cho hợp ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, các gia nhân đã nghe lời Mẹ mà làm theo lời Chúa bảo, và cuối cùng họ đã được những hũ rượu ngon, đã cứu vãn được niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa cho các gia đình biết luôn trở về với lời Chúa mỗi ngày, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết làm theo ý Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến với Đức Mẹ để lắng nghe lời Mẹ dạy. Chúa bảo gì thì cứ làm. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. 33 năm sau. Với tựa đề 33 năm sau, đó là một câu chuyện thuật lại như sau. Những gì đã xảy ra cho đứa bé năm nào? Một trong ba vua đã đi triều bái vua Do Thái mới sinh tự hỏi. Suốt cuộc đời mình, nhà vua không thể nào quên được cuộc hành trình cách đây khoảng 33 năm. Một cuộc hành trình dõi theo ánh sáng sao lạ dẫn ông đến hang đá Bethlehem. Câu hỏi: liệu đứa bé ấy có trị vì dân Israel được không? Làm cho nhà vua bồn chồn đứng ngồi không yên. Rồi chẳng dừng được một lần nữa, nhà vua quyết định lên đường đi đến Palestine. Tại Jerusalem, những bậc vô lão còn nhớ đến những vì sao lạ, nhưng không ai biết gì đến đứa bé được sinh ra dưới điềm lạ ấy. Còn tại Bethlehem, mọi người được hỏi đều lắc đầu, ngoại trừ một cụ già cho nhà vua biết. Làm gì có ông Giêsu Bethlehem? Chỉ có ông Giêsu Nazareth, một người nói phạm thượng tự xưng mình là con Thiên Chúa, nên cách đây mấy tuần đã bị xử tử hình thập giá. Thất vọng ê chề, nhà vua thẳng thờ nhập vào đoàn người hành hương trở lại Jerusalem vào đúng ngày lễ ngũ tuần. Chen lấn vào đoàn lũ đang mừng lễ tạ ơn sau mùa gặt, nhà vua chú ý đến một đám đông bao bu quanh một nhóm người. Tò mò, ông lấn qua đám đông để đến gần và nghe có kẻ nói: tưởng gì chứ lại mấy cái tên say rượu nói tầm xàm. Nhưng tay nhà vua lại nghe một người trong nhóm nói tiếng nước mình, và rõ ràng ông ta nói về ông Giêsu Nazareth, người đã bị đóng đinh nhưng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết. Như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, nhà vua chen vào đám đông cất tiếng hỏi: vậy bây giờ ông Giêsu đó ở đâu? Đại diện nhóm người đứng ở giữa đám đông là Simon Phêrô trả lời: Ngài đang ở giữa chúng tôi, Ngài đang ở trong chúng tôi. Chúng tôi là môi miệng, là tai mắt, là đôi tay, là đôi chân của Ngài.
Trong lúc Phêrô đang nói, bỗng có một luồng gió thổi mạnh và hình lưỡi lửa một lần nữa thổi tràn xuống mọi người. Nhà vua bỗng lại thấy ánh sao bê lem, nhưng lần này ánh sao ấy chia thành nhiều ánh sao khác rơi xuống mọi người. Trong tâm hồn, nhà vua chợt hiểu, mỗi người phải trở nên bắn cỏ nơi Đức Giêsu sinh ra, và mỗi người phải mang Ngài đến cho mọi người xung quanh. Câu chuyện trên nối liền ý nghĩa của lễ Giáng sinh, mừng biến cố ngôi lời nhập thể với lễ tưởng niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đồng thời, câu chuyện trên cũng nêu bật bổn phận của mọi người Kitô là những kẻ phải trở nên tai mắt, trở nên môi miệng và chân tay của Đức Kitô để mang tin mừng của Ngài đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ và cộng tác hàng ngày. Bài trích sách lễ sống.